bỏ tao nè mọi người. Bây giờ Gia Hân chạy xe nha mọi người. 12 giờ đêm mà Gia Hân vẫn còn chạy nữa. Ủa cái này là gì vậy? Đó, đi quán đâu? Bobby gì kìa. Tập quá Bobby gì vậy? Cái quán đó đóng cửa rồi, quỷ đi. Ở đâu? Đó, giờ này BB vẫn còn Gia Hân vẫn còn chạy xe nha mọi người. Ba chứ BB. Lộn hoài luôn á Gia Hân ơi, sorry nha. Nó giờ Gia Hưng đang gọi cho khách nè, mới nhận một đơn. Ủa anh ơi, cái tạp hóa của chị còn mở vậy chị? Đóng cửa nha chị. Ủa sao tự nhiên một có nó nổ cho em một cái đơn gì không biết cái người nhận còn sao? Rồi, ok chị. Rồi, để chạy ra nè. Rồi, ok. Đi đâu Gia Hân quốc này? Đi ở Nguyễn Duy Dương. Ồ vậy cũng gần đây rồi. Gia Hân hồi lát cứ chở còn đi theo nha. Dạ, anh đi theo chi tự nhiên chỗ anh đi theo đến quay với nước chai anh kỳ. Alo. Ủa alo, anh có đặt cái hàng bên gì tết giảm mặt cầu cho mèo phải không anh? Rồi bây giờ anh có bên nhà phải không? Giờ em chạy qua giao nha. Rồi, thôi em gửi cái đơn này. Trời ơi, xu ghê. Đốt không lông đi Gia Hân ơi. Trời ơi, cái đơn đầu tiên mà bị vậy. Bên nhà em đóng cửa hôm nay. Rồi. Đó, quay hoài chứ gì vậy? Không, nhiều khi nó nổ gì đó. Ừ, sắp bị không cái đó? Ủa thường bữa nay tối mấy giờ em chạy Gia Hân? Alo. Khỏe rồi, giờ đang ngồi ở ngay chỗ chị Ché Yumi nè chứ vậy? Ở đâu? Rồi đợi chút đi. Rồi đang trả lời với khách cái. 300 ông ơi. Độ đâu má, giờ này ai đi má? 300 mi. Nói không á. Mà ba. Vậy thôi rồi. 300 bao khách sạn luôn. Ủa giờ bấm sao trời? Đâu vậy, muốn sao nói đi anh quỷ giùm cho. Em báo em xin nghỉ việc đi. Nhận hẹn giao lại sao? Không, em báo em xin nghỉ việc. Thôi, tự nhiên cái chỗ kiếm tiền ta nghỉ. Đâu để anh bấm giùm cho từ từ đâu anh. Nhận hẹn giao lại sao đúng không? Tại cái người nhận hẹn giao lại sao mà. Người nhận hẹn giao lại sao đúng rồi. Rồi khóa 40 phút rồi. Không có khóa đâu. Em chạy tối anh chạy sáng là đúng bài luôn á. Cái này em chạy là chủ yếu kiếm thêm thôi. Ờ đúng rồi. Lại nhiều kim mình ngang mà quá cà phê. Nổ à? Nổ đâu mẫu má quỷ đơn. Quỷ đơn sẽ báo tiền một cái. Rồi mỗi lần em chạy thêm gì là một đêm em chạy được nhiêu vậy hơn? Tùy theo bữa, có khi em chạy được đúng 21.000 em đi về. Trời ơi, bữa đó chắc có khi được nhiều đơn. Bữa đó chắc em ra đường em không có đốt nhang trước rồi đúng không? Không phải đâu, tùy theo người mở hàng, nó không có khi nó chạy được trăm mấy. Tùy theo, tại nhiều khi em cái này là giống như là nhiều khi em ngồi quá là phê em buồn quá, cái rồi không có gì làm á, sẵn em chạy rồi sẵn đi ngắm trai. À nhiều nói chung kiểu là một công đôi chuyện đúng không? Nhiều khi có mấy anh mà ra lấy hàng có nhiều anh đẹp trai. Có nhiều anh đẹp trai em không muốn lấy tiền ảnh luôn, giống như giao hàng xong mình muốn tặng cho ảnh luôn. Trời ơi. Rồi về cái người ta chửi em mày mê trai. Thì anh đó là có phước lắm á nha. Ủa sao anh ta thấy được em hay vậy? Trời ơi, lúc nào anh thích cũng em phải không? Lúc nào anh cũng theo dõi em á. Hình như anh toàn vlog thích em nha, buồn chịu nha. Anh không có buồn nha. Toàn vlog đẹp trai, mọi người nhớ đăng ký kênh ảnh giùm em đi. Rồi. Mọi người bấm search ra toàn vlog. Đăng ký kênh 1/10.000 người, ảnh sẽ tặng cho mỗi người một viên kẹo phô mai đầu bò ăn lấy thảo nha mọi người. Vui vẻ nha.
Nếu mọi người kiếm không ra kênh Còn Vlog thì vô Lâm Avan á, lướt vô trang chủ Lâm Avan, lướt xuống cuối rồi sẽ gặp Còn Vlog. Mọi người thương ảnh thì đăng ký một cái nút like, nhấn chia sẻ lượt cho ảnh nha mọi người. Và em chúc mọi người bên hôm nay là giờ 0 giờ 10 phút là có nghĩa là bước qua một ngày mới là thứ tư. Thì đúng thứ rồi. Tư của đầu tuần là cuối tháng đi. Em chúc mọi người coi kênh của anh Toàn Vlog được vui vẻ nha, bình an. Và mọi người nhớ là địa chỉ 218A Như Thường Lệ, bán cá viên chiên với Thu Phương. Mọi người nhớ ra ủng hộ tụi em vui vẻ. Ngoài cá viên chiên rồi, em đặc biệt nữa là có phở gà của anh Bé Đạt, hiểu là tên của anh Bé Đạt, rất là ngon nha mọi người. Rồi ra Lan với Phường được giao lưu với lại tụi em rất là vui nè. Rồi có nước để uống nè, chẳng hạn như là trà long nhãn đồ, rất là ngon nha mọi người. Và đặc biệt một điều nữa, mọi người sẽ được gặp Hoa hậu Đại Dương, đó là cô Trần Thị Trức đó, cổ gần sắp đạt được vinh miện Hoa hậu Đại Dương năm 2022 nha mọi người. Đó, tiếp theo là bữa nay cổ ra cúp biển dùng Caribe bị bịt một mắt rồi. Vậy hả? Ủa vậy mai bà có bán không ta? Có, nhưng mà bịt hạn chế bụi thì ra chích vô là mắt vẫn bình thường. Vậy mai bà ra bán mới cũng bịt. Cái đó không biết, nó chắc mai có thể một là tháo ra mà để sẽ đeo mắt kính vô cho bảo vệ mắt đừng có bụi vô á, đeo kính vô. Ai nãy hỏi cô chức nói mai vẫn ra bán. Nãy còn Lâm có qua bển thăm cô chức. Hôm bữa nay bà nghỉ em cũng biết luôn, tại bữa nay em cũng nghỉ. Tại bữa nay nghe nó đi khám rồi chứ đâu có nghe nó chích đâu, nghe khám là chúng khám để coi mình khỏe chưa, coi ca sẽ chích. Nhưng mà bữa nay chắc sức khỏe của gì chức khỏe ổn định nên ca chích luôn. Không chắc chích gì cho bà mau hết bệnh. Đúng rồi. Bữa nghe nói bà cái mắt bà dậy bà gầu, thấy bà buồn. Với bữa giờ bà bị bà chết quá. Với bà bị cục hạch nữa. Không, em có nghe nói bà nổi cục hạch cũng bự. Hành bà quá luôn á, bữa giờ bà nói chuyện cũng kiểu nào bà vui lắm mới nói thôi, còn không vui là bà cũng... Vậy bà cũng mệt khó chịu. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ bắt đầu bây giờ em chuẩn bị đi. Thì anh Toàn Vlog tự nhiên tình cờ chạy ngang cái quán nước này gặp em á. Anh thấy em cái có nghĩ là không biết sao thì anh tấp vô anh quay em bất ngờ, là nãy giờ anh dí em chạy vòng. Em tính không quay tại vì em bận bộ đồ rất là nhìn nó không có mốt, nhìn nó mới ra trước con gái đó. Cho nên là thôi gì mọi người xem clip của ảnh vui vẻ nha, thì nhớ đăng ký kênh và subscribe cho ảnh một cái like, một lượt tương tác đi để anh có động lực anh làm clip nhiều thật nhiều cho mọi người xem nha. Rồi, ủa mà Gia Hưng chạy tối gì á có mệt lắm không? Không, khỏe lắm anh, xe chạy đâu phải em chạy đâu, chỉ cần leo lên xe rồi lúc này Kim coi bản đồ, em kỹ em lộn đường giống như ta đặt xuống nhà anh Kim giao ở đây cái em vòng lại. Như bữa có mấy anh kia trên Gò Vấp đó đặt đồ quá trời, đặt vui lắm, đặt lộn phường rồi lên Gò Vấp em cũng dám đi luôn, gan gì. Trời, kiếm tiền lỡ người ta cướp đời gái của em rồi sao. Trời, mẹ em đời gái em cũng tè le tét lét, mẹ ai muốn cướp mẹ đi. Trời, em lúc nào em cũng mở đường cho người ta cướp không. Nhưng mà đâu ai cướp đâu trời. Nói vậy mấy năm cũng đâu ai cướp. Thời tới cản nổi em ơi, em đâu có nói chuyện cướp nè, đâu ai cướp đâu, em chỉ đợi cho anh Toàn cướp em cho mặt Toàn chỉ cướp em. Trời mà nói chung đi giao sái gì đó lúc sợ không thì có nhiều khi nguy hiểm vô sợ chứ. Em vô mấy cái đường hẻm tối á, giống như mình chạy ra ngoài mình không sợ, mình sợ vô mấy đường hẻm không, tối nó cướp đi. Nó cướp xe mình không kệ đi, với lại nhiều khi á cũng hên xui anh thôi. Ôi giao trong quận đi, đừng có hạn chế ra mấy cái Gò Vấp tại vì khu đó tối lắm. Rồi bữa em giao cái đơn đó Gò Vấp là 2 giờ sáng rồi đi lấy đồ giao lên chợ. Mà nói chung là cái đó là cái quán cà phê, mà nói chung là mấy anh đó không biết lợi đó uống cà phê lần đầu tiên hay không sao. Gò Vấp thì nó cái đường nó đường gì em quên rồi. Giống như bây giờ mấy ảnh ở đang ngồi uống ở phường 14 đi, mà mấy ảnh đặt phường 15, 16 giống như phường 14 ví dụ đầu đường này đi, phường 15, 16 cuối đường em chạy thấy mẹ luôn. Và em coi bản đồ em nói ủa sao đúng này. Rồi em thấy gọi lại cho mấy ảnh nói trời xin lỗi nha anh ơi, em đang ở phường 14 rồi, em phải bấm cái định vị là phường 14. Em chạy múc qua phường 14 luôn, quên hỏi người ta là cái quán gì, số nhà, đặt lộn số nhà luôn. Đúng rồi. Thấy ham không, đặt lộn số nhà, đặt lộn phường luôn. Rồi từ đây cuốc xe lên Gò Vấp đâu có nhiêu tiền đâu mà đặt lộn. Mà cuốc đó được nhiêu bữa đó? 20 mấy, gần 30 mấy. Trời, ủa tối nó không có, như nó được thưởng thêm được 8 ngàn mà phải không trời đêm? Thì 20 mấy ngàn nó thưởng thêm. Trời ơi, tội nghiệp Gia Hưng quá mọi người ơi. Rồi đã không phải em nói chứ. Ra anh dán chạy cái gì lợi em đưa em bù thêm tiền xăng. Trời ơi, vui lắm, bù nhiều lắm, bù 2 ngàn. Thôi thấy ha. Thà đừng nói câu đó mình không thất vọng đúng không? Rồi cái em giống như mình cũng chầm dầm mà mình sợ chầm dầm quá mất công bị khóa áp. Thôi mình cũng vui vẻ với khách đi về.
Thiệt. Thôi anh dán chạy lợi chứ có gì bạn em bồi dưỡng thêm tiền xăng tại đặt lộn á. Rồi sao bo lấy 2.000. Nói chung mình làm người đó giống như làm dâu chăm họ, nói chung là khách nó vui thì nó cười nó cho, còn vui thì nói chung người ta cũng nói chung cũng bù qua chút lợi nhiều khi em đi mấy cái đơn cũng được nhiều tiền bao. Đúng rồi, cũng có này có kia thôi, giống như mỗi ngày có ngày chạy được, ngày chạy không. Thì anh cũng có chạy ban ngày mà nói chung ủa, sáng rảnh chạy shopee. Sáng chạy tới trưa. Anh lấy nhau mẹ đi hai chồng chạy shopee. Trời ơi anh mà xin con nuôi về nuôi cái nuôi cho nó lớn cái nó ăn học thành tài rồi nó nuôi lại hai chồng mình. Trời cũng được đó nha. Cái cuộc đời mình vất vả mình chạy shopee mốt cho nó làm bác sĩ chứ nó lên nó nuôi lại hai vợ chồng mình. Cái bữa đó lúc đó hai chồng mình có tiền với em với anh đi du lịch rồi đó. Dưỡng già chưa. Nên giờ anh muốn em nổ đơn để anh em đi thử cảm giác rồi sao. Trời nãy rồi có nổ mẹ cái đơn đó theo hẹn ngày mai thấy xu rồi đó. Ủa đơn này đơn đầu tiên luôn hay đâu? Mới nổ là anh chạy ngang qua anh thấy em cái với em chạy vòng vòng. Trời ơi, mà bữa nay em đứng nghe chỗ này tối đâu có khách đâu để cho em đi. Thôi vậy giờ anh đi. Em mới đứng cửa sáng sáng á. 150 thôi. 150 à? 150 tặng hai bịch bánh tráng trộn. 50 đi, 50 anh bao phòng. Năm chục thôi anh bao phòng. Mấy tiếng gà. Gì? Mấy tiếng. Hên xui thôi. Rồi đi ché tính tiền đi ché đi nè. Đi khách nè. Đâu có đơn đâu, nổ cái đơn thấy hẹn ngày mai thôi em biết chừng nào có đơn. Nói chung mở hàng gì phải đốt khủng long rồi em ơi. Thôi nếu chứ mọi người coi clip anh vui vẻ nha. Bye bye mọi người nha ha. Để mai mốt anh có động lực làm clip tiếp. Nhớ và nhấn nút like dùm cảnh nha mọi người. Toàn vlog. Rồi cảm ơn Gia Hân nhiều nha. Buổi tối chạy thật đắt khách nha. Cảm ơn anh nha. Rồi chúc anh về ngủ ngon đừng nằm mơ thấy em. Rồi ok em. Đó bây giờ Gia Hân bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để chờ có khách là đi nha mọi người. Nói chung giá nào Gia Hân cũng đi nha mọi người. Đi với nha mọi người. Trời ơi, Hưng phải tút lại đi. Giờ kiếm anh Việt Kiều nào đi. Ủa nãy anh Trung về đó, nãy anh Trung ngồi. Mà anh Trung về nước rồi. Không có tiễn anh Trung về hả? Không. Sao vậy? Gì? Ủa chìa khóa xe em đâu rồi? Ủa về bây giờ em đi đâu em chưa có đơn mà. Em chạy vòng vòng kiếm đơn. Em kiếm đơn hay em kiếm khách? Kiếm đơn chứ giờ ai đâu đi em. Gì? Anh đi em đi. Cái gì anh đi á? Mà bữa trước mấy bữa trước. Thôi để bữa nào đi. Bữa nay anh không có xui nha. Rồi đi mà cứ hẹn hoài ba. Để tới hồi nãy giao hàng shopee bị từ chối. Giờ đi cũng hẹn nữa rồi. Lấy gì con làm anh ông nội. Nãy giao hàng shopee bên cái chỗ đó nó cứ còn mở. Mà người nhận ta nói thôi mai giao lại với anh ơi. Nhà em đóng cửa rồi. Giờ ngủ ba đi ba này cũng từ chối. Giờ em hỏi ché em lấy cái gì em ăn. Gầu anh toàn ơi. Trời anh đâu có muốn vậy đâu. Thôi nói chứ em đi nha. Em bây giờ em đi đâu? Em đi kiếm đường. Em kiếm đơn hả? Thay vì em kiếm đơn. Thôi đến đi thôi em đi. Thôi. Gì? Về nhà anh đi. Muốn coi em động ở đâu. Ê